kính chào các đồng chí và các bạn. Rất vui được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục An ninh Lâm Đồng phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay mở đầu là phần tin với những tin chính sau đây. Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn luật giáo dục quốc phòng an ninh. Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Khởi tố nhóm đối tượng giết người vô cớ. Cuối chuyên mục là bài phản ánh chiến công của Công an huyện Đức Trọng qua đấu tranh thành công chuyên án triệt phá nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Hội nghị được tổ chức tại 4 điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và Thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Công an phổ biến quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện luật của Chính phủ, của Bộ Công an và các văn bản có liên quan. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh đã thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng về giáo dục quốc phòng an ninh trong giai đoạn cách mạng mới. Do vậy, yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia hội nghị nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc các nội dung của luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn, từ đó có kế hoạch thực hiện cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại các đơn vị địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Vừa qua, Công an tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận và khai giảng lớp công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân đợt 2 năm 2015. Trong đợt này, Công an Lâm Đồng đã tuyển chọn được 154 tân binh có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức, chính trị, sức khỏe để nhập ngũ, đảm bảo đạt yêu cầu đề ra. Tại buổi khai giảng khóa huấn luyện, Đại tá Trần Đình Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gắn quân hàm binh nhì cho các chiến sĩ mới. Khóa huấn luyện kéo dài trong 4 tháng nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ cho chiến sĩ mới, với mong muốn sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ có ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật, điều lệnh nội vụ, có kiến thức nghiệp vụ và sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Vừa qua, Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện công tác đảm bảo an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống giữa hai đơn vị. Trong những năm qua, Công an tỉnh và Kho bạc tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, công an các huyện, thành phố, các phòng chức năng của Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện các nội dung, mục tiêu, biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong đó, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên, tăng cường trang bị, đảm bảo phương tiện, thiết bị để bảo vệ an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy chế phối hợp gồm các quy định về mục đích, nội dung, nguyên tắc phối hợp đảm bảo sự thống nhất của hai bên trong công tác đảm bảo an ninh và an toàn tài sản. Tiếp tục làm tốt công tác an ninh chính trị nội bộ, an toàn bảo mật đối với lĩnh vực công nghệ thông tin trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, đảm bảo bí mật về thông tin, số liệu, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước và an toàn tiền tài sản Kho bạc Nhà nước. Tổ chức phòng chống đột nhập, tiền giả, cháy nổ, thiên tai, lũ lụt tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh. Phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh chính trị có liên quan đến cán bộ công chức trong hệ thống Kho bạc Nhà nước. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền vận động trong quần chúng nhân dân, từ đầu năm 2014 đến nay, Công an huyện Di Linh đã thu hồi được 153 khẩu súng các loại, gồm súng quân dụng, súng tự chế, súng thể thao, súng bắn đạn hoa cải, súng tự chế bắn bằng hơi cồn, trên 200 dao, mã tấu, tiếp sắt, 149 quả đạn các loại. Toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nói trên đã được cơ quan chức năng huyện Di Linh phân loại, thanh lý và tiêu hủy. Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi, đặc biệt là nhân dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu rõ pháp luật, nâng cao nhận thức, tự giác giao nộp các loại vũ khí và liệu nổ đang tàng trữ trái phép.
Ngày 28 tháng 8 năm 2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Phan Đình Tài sinh năm 1995, Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 1997 cùng trú tại phường 10 Đà Lạt, Nguyễn Xuân Quang sinh năm 1990 trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và Huỳnh Ngọc Nam sinh năm 1987 tạm trú tại phường 3 Đà Lạt về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, Tài, đối tượng vừa thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương ngày 10 tháng 7 năm 2015. Quang và Hoàng Tuấn Vũ, trú tại phường 8 Đà Lạt, đi xe máy đến đường Trần Phú, phường 3 Đà Lạt, thì gặp nhóm của anh Phạm Văn Nghị, sinh năm 1991, Phạm Văn Thạnh, sinh năm 1994, em trai của Nghị, Phạm Cao Hiệp, sinh năm 1990 và Nguyễn Minh Quốc, sinh năm 1995, cùng trú tại xã Xuân Trường, Đà Lạt, chạy xe máy phía trước cùng chiều. Cho rằng nhóm của anh Nghị chạy xe lạng lách, nẹt bô, nên khi nhóm của anh Nghị vào nhà chờ xe buýt trên đường Trường Phú để trú mưa thì nhóm của Tài đến gây sự, dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm của anh Nghị. Sau đó, Tài chạy xe về nhà trọ ở hẻm 21 buýt Trường Phú thì gặp Hiếu, Nam và Hiếu đã đưa con dao gấp cho Tài để Tài ra đâm trả thù nhóm của anh Nghị. Tài dùng con dao gấp đâm các anh Nghị và Thành, khiến hai anh phải bỏ chạy vào hẻm 21 bít Trần Phú, nhưng lại bị Nam và Hiếu truy đuổi. Chạy được một đoạn, anh Nghị ngã gục xuống đất. Anh Nghị được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, nhưng đã tử vong, với vết thương vùng lưng xuyên phổi. Các anh Thành, Quốc và Hiệp bị thương nhẹ. Tiến hành điều tra, chiều tối ngày 24 tháng 8, các đối tượng Tài, Hiếu, Nam và Quang đã bị bắt khẩn cấp. Với hành vi phạm tội, Tài và Hiếu đã bị khởi tố về tội giết người, Nam và Quang bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ 14 đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền. Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2015, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại vườn hoa nhà kính số 6/13 Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt của bà Nguyễn Thị Gái đang tổ chức đánh bạc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang 14 đối tượng, trong đó có 12 nam và 2 nữ đều trú tại thành phố Đà Lạt đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền. Tại chiếu bạc, lực lượng chức năng đã thu gần 131 triệu đồng tiền mặt, 8 xe máy các loại và 1 xe ô tô. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 4 tháng 9, Công an huyện Lâm Hà đã bắt quả tang hai đối tượng là Đỗ Văn Tuấn sinh năm 1985 và Nguyễn Thị Hảo sinh năm 1989, đều trú tại huyện Lâm Hà về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị bắt, Tuấn và Hảo đang bán 3 gói ma túy tổng hợp cho đối tượng Trần Khắc Bảy sinh năm 1988, trú tại Lâm Hà. Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ được từ các đối tượng gồm 3 gói ma túy tổng hợp có trọng lượng là 1,4 gram, 8 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy và một bình tự chế dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. Được biết, Tuấn là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Vào lúc gần 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, một số người dân ở khu vực tổ 17, khu quy hoạch Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt báo tin phát hiện một xác người chết trong tình trạng cháy đen biến dạng. Sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt đã nhanh chóng tới bảo vệ hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ vụ việc. Tại hiện trường cho thấy thi thể cháy là nam giới, chưa xác định rõ độ tuổi, mang giày bata vải, quần jean xanh, áo sơ mi caro. Xung quanh hiện trường là đầu lọc thuốc ba số, các chân nhang được cắm quanh thi thể nạn nhân. Hiện tại, Công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc, cũng như xác định danh tính, nhân thân và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Thưa các đồng chí và các bạn, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đến từ nhiều địa phương đã tụ tập cấu kết và lôi kéo nhau thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên nhiều địa bàn của tỉnh. Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp xe máy đã được Công an huyện Đức Trọng dày công điều tra và kết quả là đã bắt gọn nhóm trộm này chỉ trong một ngày. Xe máy từ lâu đã trở thành phương tiện giao thông thông dụng của mọi người dân. Người có điều kiện thì cố mua được chiếc xe đẹp, đời mới, giá cao. Người có ít điều kiện hơn thì tìm mua cho mình những loại xe đời cũ. Chính vì trở thành thông dụng, ai cũng có thể sở hữu được xe máy mà người dân đã tỏ ra chủ quan,
xe máy được để ở mọi nơi, mọi chốn, trên vỉa hè, lề đường, trước nhà và không người trông coi. Xe máy là cái phương tiện đi lại phổ biến của nhiều người dân, cho nên là gia đình nào, người nào cũng có xe máy cả. Trong khi đó thì cái ý thức mất cảnh giác, chủ quan của người có tài sản thì rất là lơi lỏng. Cho nên là các loại tội phạm thường lợi dụng cái sự sơ hở mất cảnh giác và cái địa bàn để hoạt động trộm cắp xe máy. Cho nên cái tình hình trộm cắp xe máy diễn ra không những ở địa bàn Đức Trọng mà cả cái địa bàn lân cận của các huyện diễn ra rất là phức tạp. Theo ghi nhận, trên địa bàn huyện Đức Trọng những tháng gần đây liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Có vụ người dân đến cơ quan công an trình báo, nhưng cũng không ít vụ do tin rằng khó có khả năng tìm lại được xe nên các chủ phương tiện chọn cách im lặng. Sau khi xác định trên địa bàn đang có một nhóm trộm cắp xe máy hoạt động, công an huyện Đức Trọng đã lập chuyên án đấu tranh. Nhiều đối tượng khả nghi được đưa vào tầm ngắm. Và đến ngày 19 tháng 8 năm 2015, các trinh sát đã đồng loạt phá án, bắt gọn 6 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng chuyên trộm xe và 2 đối tượng giữ vai trò tiêu thụ xe. Từ đầu năm giờ tôi ăn trộm khoảng 20 cái xe. Xe bao gồm các loại Exciter, Studio, Honda, Abarth. Đi cùng tôi có anh Nam với cô Trương ạ. Lấy xe thì có xe có chìa khóa thì lấy đi, còn nếu không xe có chìa khóa thì lấy dùng đồ bẻ. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Mai Văn Công sinh năm 1981, trú tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà; Trần Bá Nam sinh năm 1980, trú tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ; Nguyễn Trọng Chương sinh năm 1995, trú tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm; Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 1994, trú tại Tân Hà, huyện Lâm Hà; Hoàng Văn Trọng còn gọi là Hùng sinh năm 1982, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu; và Phan Minh Đức sinh năm 1996, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Tiến hành đấu tranh, nhóm này khai nhận đã thực hiện trên 20 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh và thành phố Đà Lạt, sau đó đưa về thành phố Hồ Chí Minh và đưa sang Campuchia tiêu thụ. Quá trình điều tra cũng đủ cơ sở để chứng minh Công, Nam, Chương và Hiếu trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe máy bằng cách dùng đoạn vam phá khóa, sau đó đưa đến cho Trọng và Đức tiêu thụ. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã thu được 9 chiếc xe tang vật. Các đối tượng này thực hiện rất chuyên nghiệp và thời gian các đối tượng này là sử dụng đoạn vam để phá khóa xe và lợi dụng sự mất cảnh giác của bà con nhân dân. Thì có nhiều trường hợp là chúng lấy được tài sản khi mà chìa khóa xe vẫn còn cắm trên xe và chúng chỉ lợi dụng sơ hở như vậy thì nhanh chóng chiếm đoạt xe và tẩu thoát. Sau khi trộm cắp được tài sản thì các đối tượng này nhanh chóng mang đi Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Một số thì chúng làm lại giấy tờ giả để bán vào các tiệm cầm đồ. Xe máy, dù có giá trị nhiều hay giá trị ít thì cũng là tài sản cần phải bảo vệ. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, mất cảnh giác mà người dân đã vô tình tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội hoạt động. Các đồng chí và các bạn vừa xem xong chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Xin hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.